chỉ mười à, đó là chủ bên trường có 1 ngày cái người chị em này các bạn nhìn thấy cái nét giống em là sao tinh thần của tôi chim lại chim lại mà chim này không có gì chim lại này thắng lại không ạ rất nhiều bộ môn nổi tiếng, nhiều bộ môn ca đến kịch đến cái luôn mà các bạn biết nhé, bộ cái bộ nữa nha. Ngày xưa mình chở cùng anh đi đó là cái người dân hài này đó, mày vẫn ký hợp đồng bạc triệu như thường nha các bạn. Sau Thanh Duyệt với lại Văn Trung là tới Tùng Lâm ký một cái hợp đồng và giả Lý Hương, Hùng Cường, Bạch Tuyết ngày xưa. Và tại sao mình biết Tùng Lâm ra xe mình chở về khoe với mình là chú mới ký cái hợp đồng với giả Lý Hương. À, các bạn thấy không phải đơn giản mà Hề cũng được ký hợp đồng với lại giả Lý Hương đâu các bạn. Giả Lý Hương là một đoàn có đẳng cấp lớn nhất của thành phố ngày xưa các bạn. Đó là đoàn Hùng Cường, Bạch Tuyết đó các bạn. Mà ký một cái hợp đồng đó mà các bạn biết cả triệu. Mình nhớ là ngày xưa chiếc xe Honda có 32.000 một chiếc thôi. Honda Dam đó các bạn, nguyên thùng nha, có 32.000 thôi. Nhưng mà Tùng Lâm vẫn có hợp đồng giá trị 1.500.000. Đó các bạn. Còn Hùng Cường, Bạch Tuyết thì là 3 triệu trở lên. Các bạn biết mà trúng số hồi đó đó các bạn có 1 triệu là triệu phú. À các bạn nhớ nha. Cho nên các bạn đừng có tưởng là Tùng Lâm ngày xưa là hát cái tiền. Tùng Lâm ngày xưa làm tiền khủng khiếp. Chưa kể thâu cassette, thâu đĩa, thâu băng và có chương trình này bắt canh và có 2 cái phòng trà ở Night Club ở Biên Hòa các bạn. Đó là những gì, đó là gì? Tôi đệ tử ruột cho nên tôi biết hết tất cả các bạn. Từ 7 giờ sáng tôi đã chở Tùng Lâm đi cho đến 7 giờ tối tôi mới về. Thì các bạn biết những cái gì của Tùng Lâm tôi đều biết hết các bạn. Cho đến khi mà Tùng Lâm yêu Thu Trang này rồi để mà sánh đôi cùng Thu Trang này cũng có tôi biết nữa các bạn. Và bởi vì ngày xưa Thu Trang này là học chung lớp nhạc với tôi à, các bạn biết tôi biết rành đó, cho nên không thể nào sai được hết các bạn. Và nói cho các bạn biết thêm, chia sẻ cho các bạn hiểu để thấy rằng Văn Hài khi ngã xuống rồi tôi sợ buồn tẻ đó các bạn. Tôi đưa thông tin sớm nhất cho mọi người biết để chi, để đến chia sẻ đốt nén hương cho Danh Hài Tùng Lâm. Các bạn biết cái người nghệ sĩ mà khi mà qua nhiều thập niên rồi đó các bạn, người ta quên rồi, đau bệnh nữa ta quên luôn, mình sợ là không ai đến đốt nhang rồi sẽ buồn tẻ rồi lạnh lẽo. Cho nên mình là người đến nhà Thu Trang đưa tin sớm nhất các bạn để cho các bạn xem và các bạn đến chia sẻ để nói cho các bạn hiểu như thế. Cảm ơn các bạn thật nhiều, chúc sức khỏe các bạn nha. Rồi. À, hồi xưa nói thứ nhất là chương trình tập trung tụng lắm. Đây là nghệ sĩ Thanh Bờ Duy, đúng rồi, nghệ sĩ khác biết tên gì xem cũng riêng Hà và Tham đêm nay cũng đến để đưa tiễn chú nghệ sĩ Danh Hài Tùng Lâm cuối ở nhà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tôi cho anh chị mà đêm nay là đêm cuối rồi cả nhà. Đêm nay là đêm cuối sẽ đưa tiễn nghệ sĩ Tùng Lâm về nơi an nghỉ cuối cùng. Ngày mai sẽ là cái động quan. Động quan và đưa đi quả táng tại trung tâm quả táng của Bình Hưng Hòa của chú anh chị. Cái đây là MC à? Nhờ bà này dặn nhưng mà tiếng lên. Dặn em mà nhờ Bi Bình tiếng nhỏ bây giờ tôi đây thì đây là MC Tân Lập Văn. MC Tân Lập Văn của chú anh chị. Sau khi chị Văn làm MC thì một chút xíu nữa thì chú Thanh Bạch sẽ đến. Mở đi YouTube đi rồi để Bé Vân nói xong là mình mở cái YouTube lên. Bây giờ mở nhạc lên để hát luôn. Hiện tại là những người thân của cố nghệ sĩ Quách Thị Tùng Lâm đang chuẩn bị những chương trình văn nghệ để cho tiễn đưa đêm cuối nghệ sĩ cái việc Tùng Lâm ngày mai ngày về trưa 8 tháng 10 về Bình Hưng Hòa hỏa táng ngay. Đây là những cái chương trình đêm cuối cùng. Tôi làm nghề này trên 10 năm, quán nghệ sĩ, mấy cái quán nghệ sĩ mà tôi quản lý ca hát, nghệ sĩ hết sân khấu rồi thì ca hát mấy quán. Đây bạn giờ bạn không phải đâu. Dạ. Góc đi.
Thôi thì có lẽ em xin tạm dừng cái video này ở đây. Một chút xíu nữa sẽ có tin tức gì thì em sẽ tiếp tục cập nhật cho quý bà con, cô bác, cô chú, anh chị mình được theo dõi và theo dõi nha. Sự ra đi của nghệ sĩ Quá Kiệt Tùng Lâm cũng là một bác lớn của gia đình.